Xin kính chào tất cả quý anh chị hàng. Vậy là tháng 11 năm 2022 đã đến rồi. Bên cạnh anh chị, Toyota Corolla Cross, dòng xe SUV gầm cao, 5 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đã có một cái thông tin mới. Một lô xe mới tháng 11 sẵn hàng đủ màu để giao ngay cho anh chị, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Không chỉ có vậy đâu ạ, zoom ngân hàng đã hết, nhưng gói vay tài chính của Toyota chỉ từ 0,65% thì cũng đã sẵn sàng để giải ngân cho anh chị với thủ tục cực kỳ là đơn giản, vừa kèm ưu đãi hấp dẫn, vừa kèm trả góp và vừa kèm khuyến mại, giao xe ngay. Vậy chi tiết cho cả 3 phiên bản của Cross trong tháng 11 là như thế nào? Kính mời quý anh chị hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đến với thông tin đầu tiên, đó chính là bảng giá mới nhất của Cross trong tháng 11. Nào, trước khi đi chi tiết về chương trình khuyến mại, Cross có đến 3 tùy chọn xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với phiên bản 1.8G đang có mức giá niêm yết là 746 triệu đồng, trong khi đó người Anh 1.8V là 846 triệu đồng. Anh chị nào yêu thích sự tiết kiệm nhiên liệu cũng như êm ái hơn nữa, động cơ hybrid, Toyota Cross sẽ có mức giá niêm yết là 936 triệu đồng. Xe có đến 7 màu sắc để tùy chọn như màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu nâu, màu xanh xám. Rất ấn tượng đúng không ạ? Và chúng ta còn có thêm gì nào? Đó chính là về phần nội thất, xe có đến 2 tùy chọn về màu nội thất, đó chính là nội thất màu đen sang trọng và cao cấp hay nội thất màu nâu đỏ, cực kỳ lịch lãm và quý phái. Ấn tượng không ạ? Đến với thứ hai, đó chính là cái thông tin một cái lô xe mới của Toyota Cross sẽ sẵn hàng đủ màu giao ngay trong tháng 11 năm 2022, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chi tiết về khuyến mại là như thế nào thì anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được chia sẻ và phục vụ cùng quý khách hàng. Đến với thông tin thứ ba, đó chính là chương trình trả góp. Hiện nay zoom ngân hàng cũng như là cái lãi suất tăng cao rồi, trong khi đó thì Toyota còn có thêm chương trình gói vay tài chính, lãi suất chỉ từ 0,65% thôi ạ. Rất rẻ rồi, 100 triệu chỉ hết có 650.000 đồng trên một tháng. Không chỉ có vậy thì chúng ta còn được vay lên đến 7 năm và vay được đến 80% giá trị xe. Ví dụ như một chiếc xe là 800 triệu đồng thì chúng ta vay được đến 640 triệu đồng. Chúng ta chỉ chuẩn bị có hơn 100 triệu tiền xe cũng như là tiền đăng ký nữa thôi ạ. Vậy là hơn 200 triệu đồng một chiếc xe Toyota Corolla Cross đã nằm trong nhà anh chị rồi. Rất dễ dàng, đơn giản và sẵn hàng đủ màu để giao luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ngắm nhanh một chiếc Cross ở thế hệ mới trước khi đi đến với phần tổng kết và tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Xin mời anh chị. Và đây là thiết kế tổng quan mới nhất của một chiếc Toyota Cross phiên bản Hybrid màu đỏ. Toyota Việt Nam thì nhập khẩu Cross nguyên chiếc từ Thái Lan. Ưu ái đầu tiên của cái phiên bản Hybrid nổi bật nhất đó chính là gì nào? Đó chính là khối động cơ xăng 1.8 kết hợp với động cơ điện, kết hợp và song song giúp cho xe tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đâu đó chỉ khoảng 3,7 đến 4 lít trên 100 km. Đó chính là điểm nổi bật nhất của dòng Hybrid. Nhận diện ở phía đầu xe Hybrid thì chúng ta sẽ thấy ngay những cái đường viền màu xanh trên cái phần đèn hay cái logo phía trước và Meca mạng Meca Chrome như thế này. Và chúng ta sẽ có thêm cái màu xanh Eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như hai cái viền xanh ở dưới này. Nào, từ phía trên chúng ta thấy được là Toyota Việt Nam ưu ái đầu tiên đó chính là hệ thống Toyota CitySense cho khả năng cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đánh lái về làn đường an toàn, cũng như hệ thống đèn AH Auto tự động dương pha khi không có xe đối diện. Và chắc chắn rồi sẽ có thêm DRCC bám đuổi xe phía trước, cũng như hệ thống phanh tự động khi có chướng ngại vật. Rất hay đúng không ạ? Thứ hai, đó chính là cụm đèn full LED, cả chóa pha và chóa cốt, sử dụng đèn bi LED và kết hợp đèn sương mù cũng dạng công nghệ LED. Chúng ta có đến hai cảm biến góc trước. Đây là tổng quan. Tổng quan. Ngoài ra thì xe có thêm nẹp dọc nóc xe, anh máy quay tiến gần hơn để chúng ta thấy được hai nẹp dọc nóc xe trên phiên bản Hybrid, cũng như hệ thống cửa sổ trời được tích hợp liền khối theo xe. Nhìn ở phía đầu xe của phiên bản Hybrid thì chúng ta thấy được rằng là nếu ở phần sườn này chúng ta có thêm logo Hybrid này. Đây là phần phía thân xe. Tổng quan phần phía thân xe, anh chị có thể nhìn thấy được là răng phay đúc lên đến 18 inch. 18 inch luôn anh chị nhá. Lốp Michelin. Xe có cụm gương tự động, cảnh báo điểm mù trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hay hệ thống đèn xi nhan LED.
Và gì nữa nào? Hay nhất của cái này nó chính là hệ thống camera 360 độ. Với hệ thống camera 360 độ này, hiển thị lên màn hình theo xe lên đến 9 inch thì giúp chúng ta lái xe an toàn hơn, tăng cái khả năng an toàn khi chúng ta lùi vào những cái cung đường hẹp. Hệ thống la răng lên đến 18 inch, phay đúc, lốp Michelin thì chúng ta sẽ có cái thông số lốp như sau. Thông số lốp nào? 225/50R18 với 4 bánh là phanh đĩa, 2 phanh đĩa trước thì có lỗ thông gió, tích hợp hệ thống khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, phanh hỗ trợ phanh khẩn cấp hoặc là ABS, EBD, HAC, đúng không ạ? Rất ấn tượng và tuyệt vời rồi. Ở phần thân này thì chúng ta còn có gì nữa nào? Chúng ta còn có thêm đó chính là cái phần cảm ứng vân tay này để mở cửa. Và tiếp đến là phần phía đuôi phía sau. Nào anh máy quay sẽ cùng di chuyển. Đây đó chính là phần đuôi phía sau của Toyota Cross Hybrid. Và đây là một chiếc màu đỏ nhá. Từ phía trên chúng ta có anten vây cắm mập, vừa cho khả năng khuếch đại sóng radio rất tốt, hay sấy kính sau, gạt mưa phía sau, dòng xe SUV, gầm cao, khoảng sáng gầm lên đến 161mm. Nào chúng ta sẽ có đèn hậu căng ngang, LED buổi tối nhìn nó đẹp lắm, cũng như cái phần màu xanh để thể hiện sự eco. Nhìn từ phía sau, bản Hybrid sẽ có thêm logo Hybrid ngoài phần sườn hay đầu xe thì sẽ có cái logo. Tiếp theo nữa là hệ thống camera 360 độ này, logo Corolla Cross mạ chrome. Chúng ta có đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau. 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau luôn anh chị nhá. Nhìn cái tổng quan này, máy quay sẽ quay đến đây nào. Quay từ phía sau đây để nhìn thấy được tổng quan phần phía đuôi xe. Đây là tổng quan phần phía đuôi phía sau. Và chúng ta cùng ngắm nhìn tổng quan một lần nữa chiếc xe Toyota Corolla Cross màu đỏ này. Anh chị có thể nhìn thấy nó tốt, quá đẹp và tuyệt vời đúng không ạ? Dòng xe crossover nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc, tích hợp cam 360 cảnh báo điểm mù trên gương, rất ấn tượng luôn. Hybrid động cơ xăng kết hợp động cơ điện, tiết kiệm nhiên liệu, quá đẹp rồi anh chị ạ. Đó, đây là tổng quan chiếc Toyota Cross Hybrid màu đỏ. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong nội thất chi tiết của chiếc Cross Hybrid. Đây là một chiếc màu nội thất đen, ngoại thất đỏ. Chúng ta có hai tông màu nội thất anh chị nhé, nội thất đen và nội thất nâu đỏ, tùy sở thích của từng người. Nào, ngay từ phần phía tappi cửa thì cái báng tay cầm rất to này, 24 kính auto một chạm này, cụp gương tự động khi lùi này. Và gì nữa nào, tay mở cửa được sơn mạ bạc, đường viền rất nổi bật và sang trọng, hay như cái hộc để đồ rất rộng. Bản Hybrid của chúng ta sẽ có đèn AH tự động dương pha khi không có xe đối diện, hay vị trí góc đèn theo số lượng người ngồi. Ngoài ra thì xe có chỉnh ghế lên đến 8 hướng chỉnh điện, ghế da có lỗ thông khí cực kỳ là cao cấp, hay vô lăng ở bên trong này, khâu da với tích hợp nhiều phím từ điều khiển Toyota CitySense hay kích hoạt giọng nói thoại dành tay. Chi tiết là ở bên trong là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện mới nhất của nội thất của xe Corolla Cross phiên bản 1.8 Hybrid. Chúng ta có vô lăng khâu bọc da, toàn bộ là hệ thống là chạy bằng điện kết hợp với động cơ xăng, đèn pha tự động này, gạt mưa tự động, bảng đồng hồ digital hiển thị đa thông tin, đặc biệt nhất là khi mà chúng ta nổ máy động cơ xăng thì nó sẽ báo thêm. Chúng ta có thoại rảnh tay hay điều kích hoạt giọng nói, hệ thống tiền va chạm hay là hệ thống cảnh báo lệch làn, trịch làn đường, kiểm soát hành trình chủ động, đèn AHB hay chỉnh góc đèn. Chúng ta còn có thêm cái phần đó chính là phần next bài hay chuyển hệ AM FM. Màn hình giải trí đa thông tin lên đến 9 inch, tích hợp cả hệ thống camera 360 độ. Rất sang trọng và tiện dụng. Hệ thống điều hòa tự động, hai vùng độc lập, tích hợp cả cửa gió điều hòa sau, chìa khóa thông minh, cũng như hệ chế độ lái như là hệ thống lái Power, Eco hoặc là Normal. Chúng ta có thêm chế độ EV Mode, lái trực tiếp hoạt động bằng điện, xe đang hoạt động bằng điện rất êm ái đúng không ạ? Chế độ số P, số đỗ, số R, số lùi, số mo, số D, số đi và số B này thì chúng ta sẽ giúp cho xe có khả năng giảm tốc tốt hơn. Đây là chiếc chìa khóa thông minh theo xe, rất nổi bật và sang trọng. Đó chính là những trong những cái nổi bật nhất. Và chúng ta còn có gì nào? Hộp số thì CVT vô cấp rồi. Và chúng ta có thêm gương chiếu hậu bên trong, tự động chống chói và cửa sổ trời.
auto một chạm luôn. Một chạm luôn anh chị nhá. Nó sẽ rất tiện dụng đó. Cả phiên bản 1.8V cũng đều được đã trang bị rồi. Một chạm thôi. Rất tuyệt vời luôn. Và nó sẽ gách được ra đằng sau này. Nó gách được lên sau. Nó gách ra đằng sau này. Đó, rất hay luôn. Đó chính là tổng quan giao diện bên trong. Ngoài ra hệ thống an toàn của xe chúng ta có 7 túi khí, cũng như vô lăng chỉnh 4 hướng, hay là hệ thống âm thanh lên đến 6 loa, màn hình giải trí 9 inch. Rất tuyệt vời và ấn tượng. Bây giờ chúng ta sẽ sang ngay phần. Đây là hàng ghế thứ hai. Cái khoảng ở chân này nó sẽ rất rộng. Cũng chúng ta sẽ có thêm phần ngả ra đằng sau thêm khoảng 15 độ nữa. Nó sẽ rất thoải mái luôn. Thứ hai là kính sau cũng sẽ auto một chạm nhé. Và chúng ta có những cái hộc để đồ này, sẽ rất rộng luôn. Ngoài ra là gì nào? Chúng ta có cửa sổ trời, ngồi sẽ rất thoải mái. Không gian ở phía sau chúng ta còn có thêm cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, hay hai cổng sạc nhanh 2.1A ở đây. Rất tiện lợi đúng không ạ? Chúng ta còn có thêm phần tựa tay. Ngồi sẽ giảm cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Dòng xe SUV tiết kiệm nhiên liệu hơn 3 lít 100km. Còn bây giờ chúng ta sang ngay phần tổng kết. Vừa rồi đó chính là chia sẻ cũng như là review chi tiết nhất chiếc xe Toyota Cross phiên bản Hybrid màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ sang ngay phần tổng kết. Mức giá niêm yết của xe hiện nay là 936 triệu đồng. Nếu anh chị nào yêu thích thêm màu trắng ngọc trai thì sẽ có giá cộng thêm 8 triệu đồng. Chúng ta sẽ đến phần tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Như một tỉnh mức thuế đang áp dụng từ 10%, trong khi đó Hà Nội là 12%. Tiền biển số Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ là 20 triệu đồng. Vậy tổng lăn bánh của một chiếc xe Toyota Cross Hybrid ở tỉnh thuế 10%, giá niêm yết 936 sẽ lăn bánh là 1 tỷ 033 triệu đồng. Trong khi đó ở Hồ Chí Minh sẽ lăn bánh cộng thêm 20 triệu đồng nữa là 1 tỷ 053 triệu đồng. Trong khi đó ở Hà Nội, ngoài 12% thuế, chúng ta có 20 triệu tiền biển số, tổng lăn bánh sẽ là 1 tỷ 070 triệu đồng. Đó chính là về phần tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Và chúng tôi đang nhận hàng, giao xe luôn nhá. Giao xe ngay, giao online, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền, kèm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá review xe nào. Kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.